tôi nói thật với ông luôn nhá. Thôi em ra uống nước ngọt đấy. Dân miền Bắc uống bia hơi nhiều ấy. À, dân Bắc uống bia hơi nhiều. Các bạn biết bên Bắc một mình ăn mực là uống bia, ăn con gì đấy cũng uống bia, thậm chí là ăn đậu phụ cũng uống được bia các bạn. Thiếu nữa rồi, tập hợp lại đấy cô ơi. Xin phép mời các bạn không có bia vậy. Không uống bia. Sao mấy con này uống vậy? Cái nước chấm đâu rồi? Phiếu gì á đây? Ở đây, đầy phiếu này chú. Cái này là phiếu hay là khăn? Khăn, phiếu lấy rồi. Mời các bạn cốc bia. Không bia đúng không? Không, rô có vẻ toa rồi các bạn. Không, rô sợ tối nay không ngủ được. Linh thì mình không săn bố con nào. Lấy đồ như nào? Không. Sao vậy? Đi nhẹ cả nhẹ ra. Cái này là cái đồ gì đây? Cái này cái không? Thôi, cái này đi. Thôi, cái thử cái thôi. Chắc là không toa không ăn đâu, chắc toa ăn. Cái này là cái củ lôi thì đây, lấy nào. Mỗi cái thử cái các bạn. Đây, đó. Wow, ghi 4 lúc phi đó. Ghi 4 lúc phi, cái này làm cái nào để có đây? À, có cái mì đổ đây hả? Coi hả? Đúng con hả? Đồ quá, đòi được con này. Đây là chỗ các thú các bạn. Đòi được con này em mới chịu á. Rất to luôn. 12. Wow. Đây, gấp này. How to đổi với cái thing như này. Ra đi. Gấp được 12 cả. Con hả? Xin xò các bạn. Nhưng mà chỗ này ánh sáng nó hơi nhiều điểm led thì rất nháy. Tất thử nha các bạn nha. Rồi 50.000. Ba lần. Mình sẽ được 3 lần. Đã nhận tiền. Ok. Đi lại quay người quay nhé. Rồi, thôi anh. Chưa? Đây đâu? Trúng nào? Đúng rồi. À, rút ra lại nè. Ơ, sao lại kêu đi? Biết không trúng sao kêu đi? Rút tiền lại. Được rồi. Rồi, chỉ anh mà. Được rồi, anh với cái máy. À, đây. Bấm đây là nó, đúng không? Đúng rồi. Bấm đây nha. Là cái nào được xuyên được vào cái kem bây giờ? 7 giây, ấn lại đi, hết giờ đó. 15 giây rồi ạ.
Rồi xong ăn luôn rồi. Ô. À. Cái căng đấy, không phải căng. Cái này nó còn ấy nữa. Ra là cái này. Thì ra là cái này, em thử xin đâu. Cái con này thiệt đó. Thấy à, anh thấy à? Cái đoạn này nè. Cái đoạn này mới khó. Ê, con này được rồi này. Sắp được rồi. Rồi được. Thấy không? Dễ mà, con này đang đẩy. Rồi, được rồi. Nhận đi không ơi? Đã nhận rồi. Đấy á. Đúng rồi. À, đã là dựa. Khoe. Ôi, gì đơn vậy? Mình được con gấu. Ê. Không được, con này không biết. Gì đơn vậy? Trời ơi, con gấu nó không có bao nè. Gấp đi con gấu. Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi, các phản ứng. Hai ngày các bạn. Chuyên nghiệp. Này, ngay cuối. Cuối. Được gấp đi các chữ rồi. Trời ơi, được quá anh ơi. Để di chuyển nó mới tính. Ờ. Toàn. Được, thấy chưa? Thấy chưa? Chuyên gia khuyên bạn đấy. Ê, bứng buộc. Lớn kéo. Kéo cái đầu xuống nha. Rồi, kéo cái đầu xuống. Kéo cái đầu xuống. Kéo này để nó thả cho nó lật cái đầu xuống. À, hiểu rồi. Chết cha rồi. Chết cha rồi. Không đăng thấy hết thời gian nên là... Ôi, ui, ui. Đi thẳng luôn. Đấy. Ba chân khôn. Wow, chân khôn dữ. Trời ơi. Mà con này nó có hai dạng nha. Anh kéo sạch ba tiêu ra á. Anh lộn lại anh mua không? Anh ạ. Tối về. Con rùa. Thích chẳng con rùa hồng này là con rùa. Đây là bé rùa nước Pokemon. À, vậy là sau tổng cộng là 4 lần đổi tiền, tức là 800.000. Thì được 4 con. Bên này nè, Simi nè. Đó, và thằng quay phim nè, Phương Cảnh nè. Đó. Ô, trời ơi, tóc. Dùm, nè, mặt cong. Nè. Cái tay kìa. Cái này là giật. Cái này vui đó. Đi cái này mà đi tem đông vui lắm. À, trên chơi thằng này. Nè, chơi này nè. Anh chơi rồi. Cắt mà chơi giờ tôi chưa chơi đủ mấy chân đủ chơi giờ dạ đổ đủ chơi được không hay xem chị đâu nên chơi này vậy em đăng ký lên đây rồi mà chờ mình nhúng nhúng á này cái này cái này đã đổ đi bộ đổ mà quay sách ở đâu quay mà không phải đi mấy này được phải đi làm xe tiếp. Timmy nó nhảy vô có khi mà cái đó văng lên nhầm. Đâu có, Timmy nó nhảy xong là nó không lên được nữa. Nó chìm xuống. Nó sẽ ở dưới vĩnh viễn dưới đáy. Chơi vậy. Nó có mấy cái gọi là thu gì ta, gọi là mấy cái gói dưới á. À, chứ em nhảy xuống em không lên được luôn á. Khó lên lắm. Nó nhảy xuống cái bạc của mình ra. Nó đụng mẹ cả bạc của mình. Xìm cho nó xìm xuống. Dừng từ dưới. Dạ, yeah, hiện tại bọn mình đang lấy xe và hôm nay chúng ta sẽ đi đầm sen nước. À không, mình đi đầm sen khô đó mấy ba. Đó, hôm nay mình sẽ đi chơi đầm sen nhé. Hôm nay mình sẽ quay những cái thước quay rất thú vị cho các bạn. Đó là mình sẽ quay gái tại đầm sen, xinh.
À, còn đây chắc hẳn các bạn biết mày đây là ai rồi. Hả? Chắc. Tao có tao nào. À, chắc hẳn các bạn biết đây là ai rồi. Đây là một thằng trộm chó nào đấy. 10 năm trong nghề kinh nghiệm các bạn. Sợ là những người bị trộm chó cách đây 10 năm về trước sẽ nhận ra nên là anh luôn đeo khẩu trang. Còn đằng kia là Simmy và ở giữa tất nhiên là thằng Thịnh rồi. Sau này chúng ta sẽ đi điểm xe nha các bạn nhá. Không ơi. Đừng nói nha.